45 triệu đồng thôi thì quý anh chị cô chú sẽ sở hữu ngay một con xe Dawismatic form dáng rất xinh xắn, rất xịn sò, thay thế một chiếc xe Honda tập chạy tập lái, che nắng che mưa, chở con cái đi chợ đi búa đi vòng vòng khá là ok nha quý anh chị. Điều xinh xò con xe này chạy chỉ là 6 lít xăng trên 100 cây số mà thôi. Và bây giờ mời tất cả các cô chú chị cùng theo em review về chiếc xe này coi em nó có những gì ha. Lại một lần nữa em rất vui khi gặp lại tất cả các anh chị cô chú cùng các bạn đang theo dõi clip này. Chúc cho đại gia đình yêu thương của em có một ngày làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn thành công trong mọi lĩnh vực và cũng như trong cuộc sống nhé. Và đây là lần đầu tiên cô chú chị đến với kênh của em thì cô chú chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Chiếc sự màn hình của mình thì anh chị thấy đây là một con xe Dawismatic sản xuất đời 2004, đăng ký 5 chỗ ngồi và không hết niên hạn, đồng sơn si. Con xe này nói chung là nó không lồng lẫy, nó không len keng, nó không len xe ben, nói chung là sạch sẽ thôi anh chị ha. Đây, nước sơn màu xanh này anh chị thấy không, sạch sẽ. Đăng kiểm thì còn tới tháng 7 năm 2024 mới hết hiệu lực đăng kiểm. Bốn cái vỏ em nó thì hai cái vỏ đầu thì còn được coi như là 80%, hai vỏ sau thì còn được coi như là 50-60%. Ở xe này nói chung là một số tiền 45 triệu đồng anh chị lấy về chỉ việc đổ xăng và lăn bánh tập chạy tập lái thôi anh chị ha. Nước sơn thì em nó cũng khá là sạch sẽ thôi, lộng lẫy len keng len xà beng thì không thể nào đẹp rồi. Xe thì đã được dán phim cách nhiệt và lên về che mưa. Nội thất con xe này thì có một cái ghế tài theo năm tháng thì em nó bị chóc như vậy nè anh chị ha. Anh chị ha, nói chung ghế tài thì xe cũ phải chấp nhận thôi. Còn lại hai cái ghế ở đằng sau bằng bên ghế bên phụ thì còn khá chi là ok luôn nha cô chú bạn chị. Đây, tắp bi tắp lô sạch sẽ anh chị ha. Xe này hai kính đằng trước là hai kính bấm, hai kính đằng sau là hai kính quay tay ha. Cửa nẻo đóng rất là khít ha. Đây, nội thất ở đằng sau anh chị thấy không? Sạch sẽ. Đó, 45 triệu đồng là một sự lựa chọn cho cô chú anh chị lấy về tập chạy tập lái, che nắng che mưa chạy vòng vòng ha, khá là xịn sò, khá là xinh xắn luôn. Rồi. Bước vào hệ thống bên trong con xe này thì có hỗ trợ một màn hình nhạc dập sập sình các kiểu con đà điểu nha cô chú anh chị. Xe thì số sàn 5 cấp. Đây. Em sẽ nổ máy cho cô chú anh chị các bạn tham khảo ha. À, xe thì tay lái trợ lực, máy lạnh rất chi là ok luôn. Trần bọng thì bọc da. Đây có một cái màn hình mà như mấy cái màn hình này nó cổ quá rồi anh chị. Cái này ít người họ xài lắm mà không biết có xài được hay không. Theo em nghĩ chắc cái này chắc cũng xài được. À, xài được này gắn cho nó vui thôi. Mấy cái này nè, nó gọi là đời Oboleon tới giờ anh chị ha. Đó, đèn còi nè, mặt bàn thờ rất sáng ha. Máy lạnh bao anh chị luôn, hai kính chỉnh điện. Ok. Tắp bi tắp lô sạch sẽ, máy thì nổ rất là thì thầm, rất là êm luôn anh chị ha. Bộ đèn em nó cũng còn khá là sáng luôn đó. Với số tiền chỉ có 45 triệu đồng là một sự lựa chọn cho cô chú anh chị lấy về tập chạy tập lái, che nắng che mưa chạy vòng vòng. Đây, với hệ thống dung tích xi lanh là 0.8 thì độ tiêu hao nguyên liệu của con xe này chỉ là 6 lít xăng trên 100 cây số mà thôi. Em có xài là hệ thống là full xăng điện tử anh chị ha. Máy móc rất khô ráo và sạch sẽ ha. Xe này bao anh chị nha, máy móc bảo kê của chú anh chị thôi, bao chạy luôn ha. Ngày anh chị hỏi chạy 100-200 cây số được không Duy, em cũng xin thưa là bao anh chị chạy luôn ha. Đó, quan trọng có sức chạy hay là không thôi. Gầm bệ con này thì cũng còn khá chi là ok luôn nha cô chú anh chị. Đây, dàn gầm này chị thấy không? Vàng ươm luôn. Cái gầm bệ này chị thấy không? Gầm rất đẹp nha anh chị nha. Con này gầm rất là đẹp luôn. Đó chị thấy không? Chiếc sự màn hình thì quý anh chị thấy. Gầm là bao len keng luôn. Đó, 45 triệu đồng là một sự lựa chọn cho cô chú anh chị sở hữu ngay cái chiếc xe Dawismatic sản xuất đời 2004 này. Anh Ba lấy giật giật em cái cốp luôn, lấy cái khóa mở cái cốp luôn anh Ba. Với một hệ thống khoang cốp của chiếc xe này thì nó không có rộng rãi nha cô chú anh chị. Dòng Matic thì cốp kiếp của em nó không có rộng, nó chỉ dành cho một cuộc hành trình mình đi du lịch, mình đựng đồ cá nhân thôi nha cô chú anh chị, vậy không. Khoang cốp nè, bánh sơ cua sẽ kiếp ngon lành. Đó. Mình bọc em nó cũng còn khá là chắc chắn nha anh chị nha. Đó. Anh chị nào thiện chí con xe này với số tiền là 45 triệu đồng thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0 7 9 6 8 22 220. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau.